Sáng ngày 5 tháng 10, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng dùng súng bắn hai công nhân vệ sinh môi trường vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 5 tháng 10, chị Lê Thị Minh Khải và Võ Thị Lưu, công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh. Một thanh niên đã dùng súng bắn, khiến hai công nhân này bị thương, mất nhiều máu. Sau đó, nhóm thanh niên rời đi. Người dân hỗ trợ đưa hai công nhân vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả cho thấy cả hai đều có đạn trong đùi và bắp chân. Đại diện công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng trích xuất camera khu vực đường Phạm Văn Đồng, truy tìm đối tượng, làm rõ vụ việc. Đồng thời, công ty cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên hai công nhân trên.